Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ê, con cá này nè mọi người, là nhà mình nuôi á. Mọi người biết cá này là cá gì không? Cá này là cá tra mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm món cá tra nhúng giấm cho mọi người xem nha. Trước tiên mình sẽ đi làm sạch nó nha mọi người. Mình cạo cho nó sạch nhớt nha mọi người. Xong rồi mình sẽ lấy ra phèn chua mình chà cho nó sạch thêm nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ thái cá cho nha mọi người và xắt ra từ miếng vừa ăn nha mọi người ơi. Hành tím, tỏi, ớt với sả mình sẽ băm nhuyễn để ướp cá nha mọi người. Mình chờ lại một nửa để một hồi mình khử nước lẩu nha mọi người. Mình sẽ ướp gia vị nha mọi người. Hạt nêm. Bột ngọt. Nước mắm. Và một xíu tiêu nha mọi người. Sau đó mình trộn đều lên nha mọi người. Rồi mình sẽ ướp thịt trong vòng 10 phút để cho gia vị nó thấm vô thịt đó mọi người. Trong thời gian mình chờ cho thịt nó thấm gia vị, mình sẽ đi khuấy nước giấm nha mọi người. Mình đem cái lò ra đây để nấu mọi người, tại vì nhúng giấm mình ăn trên bếp cho nó nóng mọi người. Để khi chảo nóng mình cho dầu vô nha mọi người. Chảo nóng rồi mọi người, mình cho dầu vô nha mọi người. Mình cho sả vô khử cho vàng. Sả vàng nè mọi người, mình sẽ cho giấm vô nha mọi người. Để giấm sôi lên mọi người, mình nêm gia vị lại cho nó vừa ăn nha mọi người. Nước giấm sôi nè mọi người, bây giờ mình sẽ nêm gia vị nha. Mình sẽ cho đường với một tí muối nha mọi người. Thì cái món cá nhúng giấm của mình cũng gần xong đó mọi người. Tại vì cái món này nó làm cũng mau á. Rồi mình nước sôi mình thì mình cho cá vô thôi nha mọi người. Mình cho cá vô.
gần chín nè mọi người, mình cho rau vô mọi người, cho cho muối nè. Dán quá mọi người ơi. Thì cái món cá nhúng giấm này mọi người mình ăn kèm với bún với lại nước mắm ớt nha mọi người. Mọi người thấy có hấp dẫn không? Thơm lắm luôn mọi người ơi. Này. Cái trứng nè mọi người thấy không? Chà bá luôn á. Món cá nhúng giấm của mình nè mọi người cũng đã hoàn thành rồi nè. Mời mọi người dùng chung với mình nha. Đây mình sẽ ướp bún nha mọi người. Mình dán nước súp vô. Mời mọi người nha. Nó nóng mùi. Cá tra nãy mọi người mình nuôi nhà, mình cho nó ăn cơm cặn mọi người, nên hả da nó da nó dai nhai sực sực luôn mọi người. Thịt thì nó ngon mà nó thơm lắm mọi người ơi. Cái nước chấm á thì nó chua chua cay cay đãi đâu luôn mọi người. Rau muống luôn rồi, như bạn Hà luôn rồi, ở nhà mình trồng á, trồng ở sau vườn nè. Còn cây tường như bông điển mọi người, mà sáng mình cho mình mua, bởi vì hai cái này nó khó trồng lắm, nhà mình không có được mọi người ơi. Mọi người nha, đây là cái bụng của con cá mọi người. Ngon rồi ơi. Cái phần bụng của con cá có mỡ với thơm thơm béo béo đãi đâu luôn rồi. Ngon quá mọi người. Này gấp thêm miếng bún à. Muốn hết rau mọi người, mình để rau thêm. Cái bông điên điển này nè mọi người, mọi người ăn bao nhiêu á mình trộn vô cái mình lấy ra mình ăn liền nha mọi người. Mình để lâu quá nó không có ngon mọi người ơi. Mời mọi người nha. Cái thịt nó cá nó ngon lắm mọi người. Nó dai gì đâu luôn á. Nè mọi người, đây là cái bong bóng cá nè mọi người. Không biết mọi người có ăn được không mọi người. Nhưng mà mình nghĩ rất là ngon, để mình ăn thử nó coi sao. Mời mọi người nha. Trong bóng cá mọi người nó thơm mà nó béo hơn cái bụng đó mọi người, đã gì đâu luôn á. Ăn cá giống mọi người nó cay cay chua chua ha, tuyệt vời luôn á. Mình ăn cái trứng à. Mời mọi người nha. Cắn một cái mọi người nó nóng mà nó tan trong miệng đã gì đâu luôn á, ngon tuyệt vời luôn.
ngon mọi người ơi. Cắn vô cái gan á, cái thơm thơm, cái bùi bùi á, ngon lắm luôn mọi người ơi. Vậy mình ăn mấy giờ cũng nhiều đó mọi người. Và mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn cứ yêu thích mình đó, hãy cho mình một like, một share và đừng quên đăng ký cho mình nha. Hẹn các bạn ở các video clip lần sau. Chào mọi người.